Thì hôm nay mình vừa được bưu điện gửi tới một gói hàng, đó là sáo trúc từ shop của sáo trúc anh Tuấn ở thị xã Quảng Trị. Đây là số điện thoại đặt hàng của shop sáo trúc anh Tuấn. Cái hàng này thì được bọc khá là kỹ, da cặp tông bọc ở ngoài và dán băng keo xung quanh. Ok, gói hàng này ổn. Đây là cây la giáng, cây son thăng đây, sáo son thăng để ở đây. Cái gói hàng tiếp theo coi là cái gì trong này, sẽ có sáo gì đây. Một cây sáo đô. Cây sáo si giáng, nó là si giáng hoặc gọi là si bemol, và một cây sáo re. Nó là gói hàng chúng ta cũng có 4 cây. Màu sắc của từng cây khá là đẹp, mình thích cái màu này. Đây là một cái màu của màu đặc trưng của cái nứa Quảng Trị thì mình biết là vậy. Và sẽ gặp lại các bạn ở cái phần video đánh giá chi tiết của từng cây sáo này. Cây thứ nhất mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cây sáo rê, sáo đề đề 100 của anh Tuấn. Không hiểu vì sao cũng chung một gói hàng mà chỉ có một cây này là có dán tem, ba cây này thì không có. Cây rê này thì này, các bạn thấy các cái lỗ bấm của nó tốn khác rất là đẹp, rất là tròn đều, khá ổn. Đây là một dòng sản phẩm khá là rẻ, mỗi cây như vậy thì giá là 50 ngàn mà tiền ship mỗi cây là có 30 ngàn thôi. Đây là một dòng sáo phổ thông cho các bạn không có kinh phí thì các bạn có thể lựa chọn. Các bạn thấy cũng tròn đều. Ok, ổn. Hai đầu đều vậy. Độ mỏng cũng rất là tốt. Muốn dây thì cũng còn hơi xấu, nhưng mà không thể đòi hỏi, bởi vì đây là một dòng sản phẩm khá là rẻ, vừa đủ để chúng ta chơi thôi. Đây, đây có thêm hai lỗ điện 5 bên hông này, một lỗ dưới này,
cái nứa này khá là già, mình thấy ok. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái cấu trúc của cái sáo cho các bạn thôi. Một chút nữa thì mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe. Đến bây giờ là cái sáo đô, cái sáo quan trọng nhất của cái bộ này. Đồ thổi thì được khoác theo hình helix, các cái lỗ bấm cũng khác đều với nhau, rất là đẹp. Cái lỗ định âm nó cũng như vậy, một cái lỗ elip và một cái lỗ hình tròn rất là nhỏ ở bên hông nó. Khung dây thì cũng chưa có đẹp lắm, đó là ý kiến của riêng mình. Còn anh Tuấn lựa cái nứa khá là tốt, độ già đảm bảo, độ tròn được, độ dày thì cũng rất tốt, dày mỏng của nó cũng rất tốt. Cái màu thì hôm nay mình vừa được bưu điện gửi tới một gói hàng, đó là sáo trúc từ shop của sáo trúc anh Tuấn ở thị xã Quảng Trị. Đây là số điện thoại đặt hàng của shop sáo trúc anh Tuấn. Cái hàng này thì được bọc khá là kỹ, da cặp tông bọc ở ngoài và dán băng keo xung quanh. Ok, cái hàng này ổn. Đây là cây la giáng, cây son thăng đây, sáo son thăng để vào đây. Cái gói hàng tiếp theo coi là cái gì trong này, sẽ có sáo gì đây. Một cây sáo đô, cây sáo si giáng, nó là si giáng hoặc gọi là si bemol, và một cây sáo re. Nó là gói hàng chúng ta mình có 4 cây. Màu sắc của từng cây khá là đẹp, mình thích cái màu này. Đây là một cái màu của màu đặc trưng của cái nứa Quảng Trị thì mình biết là vậy. Và sẽ gặp lại các bạn ở cái phần video đánh giá chi tiết của từng cái sáo này. Cái thứ nhất mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cây sáo rê, thì mình thấy ok, ổn, nguyên liệu rất là tốt, cái tiếng của nó rất đanh.
các bạn thấy tiếng rất là đanh, gõ vào cũng kêu rất là sướng luôn, rất là tốt. Đó là đã xong cái mặt hình thức cho các bạn xem, và bây giờ sẽ đến cái phần test âm thanh. Xin chào bạn, thì bây giờ sẽ đến phần test âm thanh của 4 cây sáo mà mình vừa mới nhận được của shop sáo trúc Anh Tuấn nhé. Đầu tiên sẽ là cây sáo đuông. Sáo đô này. Tiếp theo là cái sáo si giáp. Cái sáo này thì mình thấy ha, lên quãng rất là dễ, đặc biệt là quãng 3 lên quãng rất là tốt luôn. Nhưng có điều thì cái lỗ của cái sáo này, lỗ bắn của cái sáo này bạn thấy đó, khá là to, nên mình chưa có quen, và đặc biệt là mình không thích chơi những cái sáo nào mà cái lỗ to như vậy. Đó là ý kiến riêng của mình. Điều đầu tiên mà mình cầm một cái sáo rê này mình rất là thích, đó chính là cái sáo công cao mà được làm khá là dài, dài hơn cả cây si giáng nữa. Và một đặc điểm nữa đó chính là các cái lỗ bấm của cây rê thì khá là nhỏ, không phải là nhỏ mà rất là vừa tay, chứ nó không có to như các cái lỗ bấm của cây sáo si bemol này, nên cũng là một cái đặc điểm mà mình rất là thích. Đây là chỉ là cá nhân của mình thôi, mình thích như này. Và bây giờ mình sẽ thử cái bảo âm của nó cho các bạn nghe, và các bạn sẽ đánh giá nhé. Bây giờ là sẽ phần đánh giá của cây sáo la giá, còn gọi là cây sáo xuân thanh, có tên của anh Tuấn. Chỉ riêng một mình cây sáo này là có tên rồi. Sáo này nhìn bề ngoài thì mình thích, thì mình nói với các bạn đó, nó được phủ cước màu xanh, nó trông có vẻ hoàn hảo hơn là cái cách mà phủ cước như thế này. Nhưng mà nhiều bạn không quan trọng về mặt hình thức thì cũng không có gì là quan trọng cả,
Và bây giờ mình sẽ thử cái mẫu âm của cái sáo song thăng này cho các bạn nghe. Đó, cái sáo này cũng khá là dễ lên quả và đặc biệt là rung hơi khá là dễ. Đó, các bạn thấy đó, rung hơi khá là dễ. Cái sáo khá là tốt, mình thích cái này. Đó, đó là các cái màu âm của những cái sáo mà mình đã test của shop sáo trúc Anh Tuấn. Còn các bạn có ý kiến gì không? Xin hãy comment bên dưới cái video này để cho mình biết thêm, cũng là góp ý của các bạn cho mình nhé. Chào các bạn.